À, anh à? Lâu lắm gặp anh, giờ vừa ra lúc anh cái lộc vừng kinh nhỉ. Thế này đã mua được cái nào chưa? Chưa thấy đối tượng. Thấy là vồ ngay nhưng mà chưa thấy. Thế là vậy, bao nhiêu tiền cây lộc vừng đấy? 25 à? Còn cây sung kia, à cây vả kia? 10. Rồi. Mai làm cái biển số đấy. Số đầu xe. Đấy, lộc vừng nhá, 25 đồng. Bốc đi. Để chui sang bên này này. Tí nó quay cái đầu số cho bác xem. Đây lộc vừng rất là độc đáo. Đấy, kinh chưa? Bốc đi anh Hiển này. Thịt lắm nhưng mà gái vừa đấy, gái liên tục. Đó. Quá là dị, quá dị luôn. Toàn thân mặt nào cũng chơi được. Vòng. Quá dị luôn. Kỳ hoa dị thảo đây. Đấy. Chân trước không đến nỗi, đẹp. Quá khổ rồi. Tự nhiên đấy, vô sụn tự nhiên đấy. Đây làm luôn cái số luôn cho nóng này. Rồi con nha. À, anh nhập không phải anh lập. Đấy, cứ vô đấy. Đấy, cây lộc vừng rất đẹp. Mình mà có tiền mình bốc. Quá đẹp, tiền tiền thế là hợp lý rồi. Đấy, cái vả này rất độc đáo. Này mà nó ra quả nó xung quanh gốc này thì thôi rồi. Một gốc thứ hai nữa. Nhìn một bãi như con rùa ấy nhỉ. Long quy xuất động. Thiếu long ở trên. Cái gần hôm trước quay đây rồi. Đấy. Giáo sư nghiên cứu cái này được. Đấy. Kinh chưa? Xúc quả. Tôi mà có vườn mà bê vác được từ bế hết về các bạn. Lành lặn một bãi luôn, bãi lộc nó đỏ đẹp á, nó đỏ lá nó hơi to thôi, cây lạ dòng một tí đấy anh vừa ơi. Này làm cái lại làm cái khay chữ nhật hoặc là bầu dục được. Bởi vì dáng nó hơi siêu siêu. Nhảy, mà thấy cân cho nó hơi nhả đồng đá như này. Đấy, tân lại bốc rồi. Chúc giao lưu thành công. Muốn chơi trồng tròn thì trồng mẹ tụt xuống. Không. Tụt xuống sâu lắm. Kể mà nếu mà muốn chơi trồng tròn. Kể nó thì tiền. Kể nó không cần chơi. Kể nó có gầm. Tại mình mắc kệ nó. Mình ấy làm sao để ấy cho nó thắt thì chơi kiểu thắt. Thì đâu. Chính như con này mà nắn thẳng chơi rừng. Chơi rừng cũng đẹp. Thắt chơi kiểu thắt.
đẹp. Mặt rơi nó đẹp hơn nhiều gì. Mặt nào cũng được. Mặt nào cũng vậy. Rơi mới là mặt đẹp. Nhưng cái cơ bản nhất là đến lúc con này nó phải ở cho nó ở trần. Mà ra là to, to lá to. Nào không được. Nhìn nó cũng rồi, nó dối. Bởi vì nó có mỗi cái phần ở trên để chơi mà đấy, lá nó che bố hết. Nó ra là cái là kín như cái ô luôn. Được cái phần thân của đấy tiếp mà nó ngắn lá thì che hết ngay. Con này dòng này dòng lá dài. Lá dài, cặn lá này. Dài răng cưa dài dài hơi xoăn xoăn. Có ai không quan trọng cái này. Ok, để sang bên này. Cường này. Cán bộ ơi, cán bộ ra báo giá này, báo giá, báo giá, cán bộ báo giá này, cái này 10 triệu này, 10 triệu, đấy, xi đấy, bên kia có chạy hàng không? Cầm tạm vậy nhỉ? Kinh đấy nhỉ, này, cóc đế đại vương, đấy, tín đồ siêu mini, cái này thì bao nhiêu? Cái đấy 2.8 triệu, đấy, giả đấy. Ok, để quay kỹ cái xi này tí nào. Lắng và rõ. Và đi cái anh chị. Đừng có cười. Cánh khẽ thế nào. Rất là hay đấy. Xem là mặt sau như nào. Hùng hay để cây đâu đấy? Đấy. Cái viễn của mấy cây ổn vết đấy, nhìn loáng thoáng. Tối hôm qua em về, hôm qua xúc đủ cây tán cục. Viễn á? Quyền đấy này. Hoa bánh vỡ say. Hoa mình đầu tư can rượu, kết bia là bánh vỡ say. À, kìa. Vặt nhau buổi đêm. Thế bảo có xăng hoa phúc vào không? Tán cục này thì bao nhiêu đây? Con này 6 triệu. 6 triệu. Dẻo, ép lắc tích, đấy ngay. Đai chuột thì sao? Hôm qua về mà là về sau là bớt cho 10 triệu là về còn 11 triệu. Hơn người ta. Con này thì sao? Con đấy dưới. Đai chuột dưới. Đai chuột. Đây cũng đai chuột. Này sao? Ép bìa đỏ. Cái tính ấy. Bán ở đâu hả? Đấy, con này sao? Con này 7 triệu. 7 triệu. Thái Bình đang sới to. Thái Bình không nổ, nổ to toàn phải chạy thôi. Vin nó mới nổ ác. Thì không có không có những người nhiều đạn ở đây. Xanh là nhựa đấy anh ạ. Không phải xanh vớ vẩn đâu. Đăng ký xe. Triệu. Đây, đây sao? Đây sao? Bằng khen con này 11 triệu. 11 triệu. Nó dày một bé tí đâu mọi người á. Xi giấy tờ khác. Si quả đây. Si si búp tím quả. Nhìn ra là có thể đoán được màu màu búp rồi. Bộ búp cái này đỏ như tiết luôn. Ngon đấy. Dòng cái giá nào đấy. Nhìn cái bút nó mập tiếp. Lực. Cặp đấy. Này dòng này nhiều quả lắm. Mặt lao thế. Đấy, xoay xoay mặt. Đưa về. Đưa. Rồi. Đấy, ông nào mà ngại bệ nặng ông thu ngắn là làm một mẫu cũng được. Đột vào 25 thôi. Biết ngay. Cách gốc 25 phân. Đấy, nó bảo là đuôi 25 thôi biết ngay. Vậy cút nó thế này. Xi nó phải dán vào đến đây. Chỉ còn tí thôi. Còn bằng cái chén. Cứ ngại nuôi thì phải chi tiền thôi. 500. Nhất nhất thôi. Thế thì phải buôn thì mình nhìn cây thì mình bày ra lại. Đấy cây này mẹ cách cúc 25 phần. Rồi nó đang nhìn cây hả em? Đấy. Thợ cho thợ chăn nuôi là đẹp. Đây siêu phẩm đây. À đây. Ồ, nhìn giống của Huy ấy lắm nhỉ. Huy Hải Dương á. Con này
nhiều anh tài sở hữu làm. Đúng rồi, bây giờ qua tài, bây giờ là qua đây rồi đấy. Giờ thì về đây rồi. Bao nhiêu đây? 55 triệu. 55 chậu đá đây. Chậu đá 55. Chất lư. Ừ, sạch sẽ nhà. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị mục lát. Nhiều anh tài lắm rồi. Thanh Hà Hải Dương về đây đây. Về đâu rồi mới về đây? À, mặt nào chưa được. Thanh Hà Hải Dương sang Thái Bình về Hải Phòng lên Hà Nội đấy. Qua bao nhiêu cái tay to rồi cuối cùng vẫn là về lên Hà Nội đấy. Vẫn vạn mình muốn nói nó cũng sở hữu cái này rồi đấy chứ. Vạn Phúc vẫn là nhất. Vạn Phúc vẫn to tay nhất. Đi nhiều phút rồi đấy. Đấy, 55. Cái này thì chắc nhiều ông biết rồi. Còn cái này? Cái này đang chốt khách 28 triệu. 28. Nhìn ảnh từ bé to phết kìa. À, tức là ấy rồi, ông ấy xuôi rồi. Đang được bình dạng. Thôi, không thôi, chẳng như đồ này. Đấy, thấy chưa? Già đấy. Trước thì bắt tay với nó kinh lắm, bắt tay loạn xạ rồi. Toàn đạt nổ đạt đấy à? Toàn nổ to mẹ. Đạt đạt gì nhờ vũ việc nổ ác thật. Ừ, ác mình nổ Hải Dương ấy, Hải Dương ấy nổ như thế còn 500 triệu như thế được quá. Giới nào cũng nổ to này. Ok các bạn ấy thân như cái trống ấy. Lực đấy, anh em nào yêu thương không, quá hay quá hay. À bác sĩ ở ở cái con đá mà mình rất gọn đấy là cây đủ chi đỏ không là dễ buông đấy. Ừ, mẫu đơn ghê. Đây thì bao nhiêu? Dạ. Cái này. Đơn này 8 triệu. À đơn 8. Nhung đỏ nhung không? Nhung đỏ nhung. Tiếp này. Đây hai tay. Ừ, không hết đây này. Rồi. Hai tay. Xanh xi thua cái thân nhỉ. Gốc còn hơn. 8 triệu. Ghê chưa? Đây cái gì em mà bê luôn. Đây còn con si này thì bao nhiêu? Đã bê là bê cả xe luôn. Bao nhiêu? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Bê cả xe luôn. Hay lắm. Ừ. Đặt sau của cái này cái xem nào. Ổn đấy. Dạ. Đấy. Anh còn mua được vào việc đi. Vào việc đi. Hay lắm. Ok đấy, ra hàng rất đẹp. Đồ anh Hùng, anh Hùng báo giá đấy. Ok, sao bên này?